Chào các em, hôm nay cô sẽ dạy em một tiết bài vật lý chính là tiết bài tập của bài 11 là bài tập vận dụng định lực ôm và điện trở của dây dẫn. Thì bài tập này chúng ta gồm có 3 bài, bài 1, bài 2. Thì hai bài này là mấy em là về kiến thức cơ bản. Thì bài 3 là bài tập nâng cao. Thì trước hết chúng ta đi vào bài 1. Bài 1 là một sợi dây bằng đích rơm dài 30m, tiết diện 0,3mm vuông, được mắc vào hiệu điện thế là 220V, tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn này. Thì mấy em là những cái hướng dẫn mấy em trước khi mấy em tính cường độ dòng điện thì em phải áp dụng công thức nào? Thì chúng ta áp dụng công thức Y bằng U chia R. Thì trong cái bài này chúng ta đã có hiệu điện thế rồi, nhưng mà chúng ta không có điện trở. Thì chúng ta phải tính điện trở dây dẫn. Thì điện trở của dây dẫn chúng ta dựa vào công thức nào? Thế nên người ta cho chiều dài tiết diện, thì chúng ta áp dụng công thức là R bằng rho L chia chia S. Thì tóm tắt bài: L bằng 30m, tiết diện là 0,3mm vuông. Mấy em đổi ra mét vuông là 0,3 nhân 10 lít thừa trừ 6 mét vuông, và hiệu điện thế là bằng 220V. Tính Y là cường độ dòng điện. Trong cái bảng điện trở xuất thì chúng ta có điện trở xuất nó là bằng 1,1 nhân 10 lít thừa trừ 6 ohm ohm mét. Thì đầu tiên chúng ta tính điện trở. Điện trở là R bằng rho L chia S. Thì mấy em thấy nè, 1,1 nhân cho 3, 30 chia 0,3, 10 lý thừa trừ 6 với 10 lý thừa trừ 6 chúng ta đơn giản hết. Vậy là 30 chia cho 0,3 thì chúng ta được 300. Thì chúng ta được 100. 100 chúng ta nhân đi cho 1,1 thì được 110 10 ohm. Kế tiếp là chúng ta tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Cường độ dòng điện chúng ta áp dụng công thức là gì đây? Y bằng U chia R. Nó sẽ bằng 220V chia đi cho 110 bằng 2A. Rồi chúng ta sang bài 2. Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 bằng 7,5 ohm. Và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó Y bằng 0,6A. Bóng đèn này mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U bằng 12V. Thì chúng ta có sơ đồ. Sơ đồ đèn. Thì câu A là phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Câu B là biến trở này có trị số lớn nhất là RB bằng 30 ohm với cuộn dây dẫn làm bằng nickelin, tiết diện S bằng 1mm vuông. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở này. Thì đây là cái đề bài và cái sơ đồ mạch điện chúng ta cần tính. R2 là cái phần điện trở chúng ta sử dụng ở của biến trở. Thì chúng ta tóm tắt. Mấy em lưu ý là gì? 1mm vuông em đổi ra là mét vuông. Thì mạch điện chúng ta vẽ lại như thế. Thì R2 là điện trở của phần biến trở tham gia. R2 và bóng đèn mắc với nhau như thế nào là mắc theo kiểu nói. Nói tiếp. R2 và bóng đèn có cường độ đặc điểm gì thì mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện như nhau. Chúng ta có hai cách. Cách 1 là chúng ta tính R2 bằng R tương đương trừ cho R1. Còn cách 2 là chúng ta sẽ tính R2 bằng U2 chia đi cho Y2. Thì chúng ta có hai cách tóm tắt như thế. Nếu cách 1 thì R1 bằng 7,5 ohm thì điện trở tương đương nó sẽ bằng U chia Y, U bằng 12V và Y bằng 0,6A. Cách 2 thì chúng ta tính U2 chia Y2 thì U2 nó sẽ bằng U trừ U1. Y2 nó sẽ bằng Y1 bằng Y bằng 0,6. Vì vậy chúng ta sẽ có U1 bằng Y nhân R1 và U chúng ta bằng 10, 12. Giờ chúng ta đi cách 3 thì chúng ta vẫn áp vận dụng công thức này, nhưng mà chúng ta không áp dụng công thức này để giải bài tập. Chúng ta chỉ sử dụng hai cách trên thôi. Cách 1 là cô làm màu xanh, còn cách 2 là cô làm màu đỏ.
Do R1 nối tiếp với R2 thì đoạn sáng bình thường nên Y bằng Y1 bằng Y mạch chính. Thì điện trở tương đương chúng ta bằng U chia Y bằng 20 ohm. Thì R tương đương bằng R1 cộng R2 tại vì mắc nối tiếp. Thì R2 nó sẽ bằng R tương đương trừ R1 thì sẽ bằng 12,5 ohm. Cách 2 là chúng ta tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn U bằng Y1 Y nhân cho R1. R1 nối tiếp với R2 nhân U bằng U1 cộng U2. U2 thì bằng U trừ U, U1 bằng 7,5 7,5V. 12V chúng ta trừ 4,5 thì nó ra được là 7,5V. Giá trị điện trở R2 thì R2 bằng U2 chia Y thì nó cũng ra được 12,5. Chúng ta có hai cách, đó là cách giải câu câu A. Câu B. Chiều dài dây dẫn thì chúng ta áp dụng công thức R bằng rho L chia S. Thì L bằng R nhân S chia rho nó bằng 75m. Đó là bài 2. Rồi chúng ta sang bài 3. Một bóng đèn có điện trở R1 bằng 600 ohm được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 bằng 900 ohm và hiệu điện thái U bằng 220V. Như sơ đồ hình bên, dây nối từ M đến A và từ N đến B là dây đồng có chiều dài tổng cộng là 200m và có tiết diện là 0,2mm², bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn đến A và B. Cái bài 3 này là các bài nâng cao. Thì mấy em có việc thì chúng ta vẽ sơ đồ, mấy em có thể là gì giải cũng được, mà mấy em không giải cũng được, tại cái này bài tập nâng cao, chúng ta chỉ yêu cầu mấy em giải bài 1 và bài 2 thôi. Thì đây cô hướng dẫn luôn bài 3 cho mấy em. Thì mấy em thấy là gì, R1 và R2 mắc theo kiểu song song, do dây nối nó dài cho nên chúng ta tính điện trở của dây. Câu A là người ta cô tính điện trở của đoạn mạch MN là đoạn mạch chính và tín hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi bóng đèn. Giờ chúng ta muốn làm bài này thì chúng ta vẽ sơ đồ mạch điện lại. Đèn 1 và đèn 2 mắc với nhau như thế nào? Thứ hai là hai cái này là mắc theo kiểu song song. Dây nối MA và NB là dây có điện trở mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2? Thì dây là mắc theo kiểu nối tiếp. Mạch điện vẽ lại như hình sau. Thì chúng ta sẽ có là gì, R1 song song với R2 và dây dẫn từ M đến A và từ NB thì chúng ta sẽ có hai R dây là R dây 1 và R dây 2, nhưng mà chúng ta có thể giả lại chỉ một cái R dây thôi. Thì chúng ta chỉ vẽ lại chập mạch lại thì chúng ta có một cái R dây. Đầu tiên là chúng ta tính điện trở đoạn mạch MN, ta phải làm gì? Thì đầu tiên chúng ta phải tính R dây nó nối tiếp với R1 song song với R2. Như vậy chúng ta tính R dây trước. Giờ RMN bằng R dây cộng đi cho RAB là R mạch tương đương của đoạn mạch R1 và R2. Chúng ta tính R dây nó sẽ bằng rho L chia S. RAB thì bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Thì chúng ta sẽ tính ra được là 377 ohm. Câu B, đèn 1 và đèn 2 mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn này nó có đặc điểm gì? Thì đó là hai cái bóng đèn này là nó có hiệu điện thế như nhau do mắc song song. U1 bằng U2 và bằng UAB. Nêu công thức tính cường độ đoạn mạch chính là chúng ta có Y bằng gì? U chia R. Thì U là UMNN chia cho RMNN. Do là R dây nó mắc nối tiếp với R1 và R2 cho nên Y MN nó sẽ bằng IAB. Thì muốn tính hiệu điện thế thì chúng ta sẽ có U1 bằng U2 bằng UAB thì bằng IAB nhân cho RAAB. Đây là cái hướng dẫn còn giải câu câu B. Bây giờ chúng ta tính có rất nhiều công thức nhưng mà cô chỉ hướng dẫn em công thức ở phía trên thôi. Cách 1 đó thì cường độ dòng điện qua mạch chính IAB thì bằng I chính bằng IMN bằng 0,58 ampere.
đèn một mắc song song nên hai hiệu điện thế giữa hai đầu đèn bằng đèn một và đèn hai. U1 bằng U2 bằng IAB nhân RAB thì bằng 210 10V. Thì là cái bài 3 mấy em có thể nghiên cứu. Cách 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu thì chúng ta sẽ có cách tính này nó cũng ra. Nhưng mà cái này thì nó phức tạp hơn, khó hiểu hơn so cách 1, thì ở đây cô cho em Hương nghiên cứu. Bài 1, bài 2 là bắt buộc em phải giải, bài 3 thì người ta không yêu cầu mấy em giải nhưng mà mấy em phải hiểu. Thì cô hướng dẫn cho mấy em cách giải bài 3. Thì về nhà em làm cho cô bài này. Và bài học ở đây chúng ta có kết thúc. Chào mấy em.